Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Anh hùng Thế chiến 2 của Mỹ qua đời ở tuổi 100 Cả hiến pháp và hồ sơ tổng thống đều đứng về phía tổng thống Trump trong vụ tài liệu mật. 45 thành viên đảng Cộng Hòa kêu gọi cải tổ các quy tắc của Hạ viện sau khi McCarthy bị lật đổ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Elsquart Johnson, một cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai, là thành viên cuối cùng còn sống của nhóm tác chiến quân đội Hoa Kỳ. Đơn vị đã hình thành nên lực lượng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ, đã qua đời ở tuổi 100. Con dâu của ông đã xác nhận tin này, theo The New York Times. Chuyện này xảy ra 4 tuần sau khi Johnson, một bác sĩ nhảy dù sang Pháp và Trung Quốc, được cấp thẻ lực lượng đặc biệt của quân đội và một chiếc mũ beret màu xanh lá cây tại cơ sở chăm sóc cư trú nơi ông sống ở Zeeland, Michigan. Một huy hiệu biểu thị một kỹ năng đặc biệt và được đeo trên đồng phục quân đội Hoa Kỳ. Johnson từng phục vụ trong văn phòng dịch vụ chiến lược, một cơ quan tình báo của Bộ Tham mưu Liên Quân. Ông tình nguyện tham gia chỉ huy và được đưa vào đội tác chiến của Pháp sau khi được huấn luyện. Đội 25 người của ông có mật danh là Patrick đã nhảy dù xuống nước Pháp đang bị kẻ thù chiếm đóng vào tháng 8 năm 1944 để chiếm một nhà máy thủy điện và thu thập thông tin tình báo ngay trước cuộc xâm lược của quân đồng minh. Sau đó, Johnson tình nguyện phục vụ tại Trung Quốc để chăm sóc y tế và huấn luyện quân đội Trung Quốc về khả năng không quân. Ông trở về nhà ở Michigan khi chiến tranh kết thúc năm 1945. Thiếu tá Russell Jordan thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt số 1 cho biết tại buổi lễ đây là một sự kiện cực kỳ hiếm gặp và thật lòng mà nói đây là sự kiện cuối cùng thuộc loại này từng xảy ra. Thiếu tướng Patrick Robertson thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của Lục quân tiếp tục nói rằng Johnson đã đặt nền móng cho chúng ta ngày nay. Mọi thứ mà anh ấy làm vào năm 1944 đều được chúng tôi mô phỏng trong quá trình huấn luyện và các hoạt động mà chúng tôi tiến hành. Đó là câu chuyện về nguồn gốc của chúng tôi người anh hùng chiến tranh sinh năm 1923 tại Ohio, là con trai của cha mẹ là người gốc Thụy Điển và Hà Lan. Cha của ông là John, một người thợ thủ công và cũng là người ở trong quân đội. Mẹ ông là Marie Johnson. Năm 1947, Johnson kết hôn với Jeanette de Họ ở bên nhau cho đến khi bà qua đời vào năm 2021. Ông có ba người con, bảy cháu và chín chắc. Quý vị thân mến, Jenner Harmington, cựu cố vấn cho Bộ trưởng Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump hôm thứ Sáu tranh luận rằng Donald Trump được bảo vệ bởi cả đạo luật hồ sơ Tổng thống PRA và Hiến pháp Hoa Kỳ trong vụ kiện tài liệu mật do Joe Biden đưa ra. Trong khi nhìn thấy những sai sót trong cả bốn cáo trạng chống lại Tổng thống thứ 45, ông đã đề cập đến một trong những vụ án liên bang, trong đó luật sư đặc biệt Judge Smith do Bộ trưởng Tư pháp Mary Garland bổ nhiệm cáo buộc Trump đã mang tài liệu mật đến mar a ở đỉnh cao nhiệm kỳ tổng thống của ông. Hamilton lập luận rằng đạo luật hồ sơ tổng thống cho phép Trump hoặc bất kỳ tổng thống nào khác chỉ định bất kỳ giấy tờ nào là cá nhân, và do đó, ông ấy có thể lấy bất kỳ giấy tờ nào được coi là cá nhân và sau này không bị buộc tội dựa trên những quyết định đó. Bạn nghe thấy rất nhiều tranh luận trên mạng xã hội và các nhà bình luận khác đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng, theo đạo luật hồ sơ tổng thống, Tổng thống có quyền quyết định hồ sơ nào là của ông ấy và hồ sơ nào không phải là của ông ấy. Lưu ý rằng, ông đồng ý với nguyên tắc giải thích theo luật định đó. Trong khi Hamilton khẳng định Trump được PRA bảo vệ, ông cũng cho rằng Hiến pháp Hoa Kỳ không trao cho Quốc hội quyền tuyên bố rằng có bất kỳ tài liệu nào thuộc quyền sở hữu của một tổng thống hoặc cựu tổng thống mà không đương nhiên thuộc về họ. Ông Hamilton cho biết theo đạo luật hồ sơ tổng thống tổng thống có quyền quyết định hồ sơ nào của mình và hồ sơ nào không phải của mình và do đó tổng thống trump có thể lấy bất kỳ giấy tờ nào được coi là cá nhân và sau này không bị buộc tội dựa trên những quyết định đó ông đã tranh luận rằng và tôi nghĩ lý do đó bất kỳ cách giải thích hoặc áp dụng đạo luật hồ sơ tổng thống nào nói rằng ồ donald trump không có quyền sở hữu những giấy tờ này những hồ sơ này vì vậy ông ấy có thể bị truy tố vì xử lý sai chúng là sai lầm nó vi hiến. Hamilton cũng nói thêm rằng biện pháp khắc phục không nên được xử lý thông qua tòa án mà về mặt chính trị nghĩa là thông qua bầu cử hoặc thủ tục luận tội. Nếu ai đó muốn một biện pháp khắc phục nào đó thì biện pháp khắc phục đó là một biện pháp chính trị. Biện pháp khắc phục là luận tội hoặc chỉ không ủng hộ người đó trong cuộc bầu cử tiếp theo nhưng quan điểm cho rằng bạn có thể khởi tố chính trị để chống lại tổng thống hoa kỳ vì đã quyết định giấy tờ nào là của ông ấy và hồ sơ nào là của ông ấy mà ông ấy đã mang theo khi còn là tổng thống hoa kỳ đúng vậy ý tôi là đó là quyền của ông ấy đó là sự lựa chọn của ông ấy quốc hội không có quyền đưa ra quyết định đó cho ông và vì lý do đó đặc biệt tôi nghĩ vụ án đó có rất nhiều vấn đề riêng chúng ta có thể thấy ông Hamilton đã đề cập đến một trong những vụ án liên bang, trong đó Trump bị cáo buộc đã mang tài liệu mật đến mar a trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông lưu ý rằng các luật sư khác cũng đã chỉ ra rằng, theo đạo luật hồ sơ tổng thống, tổng thống có quyền quyết định về hồ sơ của mình. Tuy ông Hamilton khẳng định rằng Trump được bảo vệ bởi PRA, nhưng ông cũng cho rằng biện pháp khắc phục không nên được xử lý thông qua tòa án, mà thay vào đó nên được xem xét trong mô hình chính trị như thông qua việc luận tội hoặc bầu cử tiếp theo. Thưa quý vị, một nhóm hơn 40 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang đề nghị mạnh mẽ sửa đổi các quy định của Hạ viện sau sự kiện lật đổ lịch sử của cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Tuyên bố của 45 nhà lập pháp đảng Cộng hòa trong một thư gửi đồng nghiệp vào ngày thứ Năm như sau. Sự bất công mà chúng ta chứng kiến không thể không được giải quyết. Nếu không, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những điều này. Cuộc họp của chúng ta cần thực hiện những thay đổi cơ bản về cơ cấu đa số của chúng ta để đảm bảo sự thành công cho người dân Hoa Kỳ. Kevin McCarthy, đại diện của California và thành viên đảng Cộng Hòa, đã bị tước bỏ quyền phát biểu vào ngày thứ Ba sau khi dân biểu Matt Gaetz, một thành viên đảng Cộng Hòa từ Florida, kêu gọi thực hiện một thủ tục gọi là chuyển động bỏ phiếu bãi nhiệm vào cuối tuần trước. Giữa các quy định mà McCarthy đã đưa ra để đảm bảo quyền phát biểu vào tháng 1, chỉ có một nhà lập pháp có thể kêu gọi đề xuất bãi nhiệm và sau đó thiết lập một cuộc bỏ phiếu bắt buộc trong vòng 48 giờ. Các nhà lập pháp cho biết họ xấu hổ và rất xấu hổ trước tình tiết này, theo bức thư mà Fox News Digital tích dẫn trong thư họ viết. Đầu tuần này, 8 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã liên kết với 208 thành viên đảng Dân Chủ để thông qua đề xuất bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chưa đến 4% của Hội nghị Đảng Cộng Hòa tham gia cùng với tất cả các đảng viên đảng Dân Chủ để từ chối quyết định của 96% thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đối với một trong những cuộc bỏ phiếu có hậu quả nhất trong hơn một thế kỷ. Họ ca ngợi McCarthy là một trong những chủ tịch thành công nhất trong lịch sử hiện đại. Xấu hổ và xấu hổ vì những gì đã xảy ra trên sàn trong tuần này, Tuy nhiên, họ từ chối cho phép 8 thành viên đảng Cộng hòa đã tham gia vào việc liên minh và bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện quyết định về chính sách và nhân sự cho phần còn lại của Quốc hội, bao gồm việc lựa chọn Chủ tịch Hạ viện sắp tới. Căng thẳng nội bộ trong đảng Cộng hòa đã gia tăng sau khi Kevin McCarthy bị bãi nhiệm. Điều này đã khiến đề xuất sửa đổi quy tắc trở thành một chủ đề quan trọng trong cuộc đua giành quyền diễn giả hiện tại. Một số người trong đảng Cộng hòa tiếp tục ủng hộ quy tắc hiện tại, trong khi phần lớn hội nghị đã đề xuất nâng ngưỡng của nó lên chỉ một thành viên và một số người khác thậm chí muốn loại bỏ nó hoàn toàn. Bức thư viết, trách nhiệm của chúng tôi là xác định đúng người vào thời điểm này để dẫn dắt chúng tôi tới tương lai nhằm đạt được các mục tiêu chính sách bảo thủ mà chúng tôi và người dân Mỹ đều chia sẻ. Nó tiếp tục, chúng tôi không thể cho phép đa số của chúng tôi bị điều khiển bởi liên minh giữa cuộc họp kính hỗn loạn và đảng thiểu số sẽ không làm gì khác hơn là đảm bảo sự thất bại của chủ tịch tiếp theo của chúng tôi cuộc tranh luận và xung đột trong đảng cộng hòa tại hạ viện đang là một điểm nóng đáng chú ý trong chính trường mỹ những phát biểu và cuộc bỏ phiếu gần đây đã khiến cho nhiều người quan tâm đến tương lai của đảng này và cách họ sẽ thực hiện quyết định chính trị sự thay đổi là cần thiết để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình làm việc của hạ viện mặc dù có sự tranh luận và không đồng tình thư từ của các nhà lập pháp đảng cộng hòa này cho thấy tất cả đang cố gắng tìm kiếm giải pháp để đảm bảo sự thống nhất và sự phát triển của đảng